Rồi ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Đại Bất Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm bữa bạn mình với bạn Hậu David có trao đổi chút xíu về quân Nga. Thì ok, thế này các bạn, thứ nhất là lát nữa mình sẽ đính kèm cái link về cái chiến dịch của mình về nước Nga cho cái phần chiến dịch gốc của Total War Medieval 2 để các bạn có điều kiện tham khảo. Thứ hai thì nếu mà nói về quân Nga trong cái phiên bản Medieval 2 này á, dù tới bản gốc hay là cái bản mở rộng á, thì nhìn chung thì quân Nga mình thừa nhận là nó hơi khó chơi một chút. Thứ nhất là cái vị trí địa lý của nó khá là xấu khi mà nó nằm ở cái nơi quân Mông Cổ. Cái thế quân Mông Cổ khá là mạnh các bạn. Dù cho bản gốc thì quân Mông Cổ tới là Nga gần như khó, rất là khó để kháng cự. Còn trong cái bản này thì Nga nó nằm ở một cái vị trí mà nó bị đe ở khá nhiều mặt. Phía Nam thì có Mông Cổ và phía Tây thì có Đan Mạch. Nhưng mà nhìn chung thì quân Nga nếu biết cách chơi thì chúng ta vẫn có thể thắng nha các bạn. Vấn đề là chúng ta phải biết dùng binh chủng nào để thắng và vận dụng nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ vào mình phân tích thêm một lần nữa đây. Rồi ok, rồi thì đầu tiên các bạn vào cái Spectre nè, mình sẽ phân tích cho các bạn thấy vấn đề ở đây. Đầu tiên thì bây giờ nếu mà đối chiếu giữa quân Nga với quân Đan Mạch đi, thì nó có một cái vấn đề như thế này. Đầu tiên khi các bạn mới vào đó thì thành thị cho các bạn được lính này là cùng, và như mình đã nói bộ binh của Nga hay là các nước như là Hungary hay là Ba Lan á, thì nó xài cái đơn vị bộ binh này nè, thì nó khá là dở do là nó không có khả năng chống kỵ, mà nó chỉ được búp khi các bạn đánh trong rừng hoặc là ở trong trời tuyết thôi. Thì nói chung là nó khá là bất lợi. Mấy bạn phải xây lâu đài, mà lâu đài mà phải lên được cái nhà lính khoảng đời 3 trở đi thì nó mới ra được cái thằng này. Thành ra là nó khá là bất lợi các bạn. Còn ban đầu á, thì các bạn thằng này thì gì các bạn chỉ để dùng để giữ trị an thôi, chứ cho cái đất mới chiếm thôi các bạn. Chứ còn các bạn không thể nào dùng nó là quân chủ lực được. Thành ra ban đầu chủ lực của chúng ta là phải là thanh niên này các bạn. Nó không có kiêng, nó đỡ khá là bèo, nhưng mà về cơ bản thì nó quýnh mạnh. Thành ra là khi mà các bạn đem quân đi đánh cái thành của đối phương á, thì cho cái thằng này nó bao vây thì khá là ngon. Nó cho thằng này nó làm chủ lực bộ binh, là cho mấy thằng này đi theo để giữ trị an thôi. Chừng 2 hoặc 3 thằng này tới mới đầu thì thành nó cũng không lớn lắm. Đa phần là thị trấn hoặc là thị trấn lớn thôi, chưa có thành thị đâu. Thì vì sao á, khi mà các bạn phát triển á, thì nhìn chung thì lâu đài ngay từ đầu nó sẽ cho cái thằng này rồi. Thì các bạn dùng phối hợp với hai đơn vị này là chủ lực là chủ yếu. Thì chúng ta dựa bản mẫu quân đoàn sẽ có một tướng rồi, cái đó mình không nói. Thằng tướng này sẽ đóng vai trò là kỹ năng đi. Rồi thì sau đó thì thằng này là bộ binh chủ lực nè, chủ yếu là cho nó xông lên ngay lập tức, đừng có để cho nó bị áp chế ngay từ đầu thì rất là phiền, tại vì là nó không có giỏi đỡ tên, nhưng mà khi giáp chiến rồi thì nó khá là mạnh. Thằng này thì các bạn cho nó vòng ra phía sau, các bạn ném lao vô đối phương thì hầu như là giáp nào cũng chịu chết trơn á, thậm chí nó phóng chết tướng được luôn. Thằng này nó phóng khá là mạnh nha các bạn, mặc dù tầm phóng nó không được xa thôi, nhưng mà trong giai đoạn đầu khi mà đối phương chưa có nhiều giáp trụ, thằng này nó quýnh khá là căng. Thì đó, nói chưa là ban đầu các bạn phối hợp giữa ba đơn vị này là các bạn có cơ hội để giành chiến thắng rồi. Thì mới mốt thành thị phát triển lên á, thì các bạn sẽ có thêm đơn vị bắn nỏ này nè, để các bạn tấn công tầm xa nó khá hiệu quả. Và khi mà các bạn mới vô, các bạn dùng thằng cung này thì hầu như nó bắn khá là tào lao, và nó bản thân nó không có khả năng tự vệ luôn. Thằng này thì về sau lâu đài phát triển, các bạn có thêm thằng này thì chúng ta sẽ có thêm một đơn vị bộ binh khá là mạnh. Hai thằng này thì mình không bàn tới các bạn nhé. Rồi về sau khi mà thành thị phát triển lên mức cuối thì các bạn sẽ có thằng bộ binh này, nó khá là ngon. Thực chất nó là bản nâng cấp của cái thằng này thôi, nhưng mà thằng này thì nó sẽ ngon hơn do là nó có giáp trụ và nó chạc cực kỳ mạnh luôn nha các bạn, thấy không? Nó chạc tới 9 điểm, tức là nó chạc đôi khi còn mạnh hơn các bạn số lượng binh khác. Rồi ra thì số về sau các bạn còn có súng nữa, mấy thằng Cossack này khá là mạnh. Nói chung quân Nga ban đầu thì tương đối yếu thôi, nhưng mà về sau thì quân Nga khá là mạnh nha các bạn. Các bạn đừng có đánh giá sai quân Nga, nhưng như ban đầu thì quân Nga các bạn phải chịu dùng số lượng, nhưng mà về sau chất lượng quân Nga khá là ngon á. Chưa kể là trong giai đoạn giữa thì các bạn có thể tận dụng cái thằng kỵ binh này cũng được nè, so với kỵ binh của phương Tây thì nó khá là ngon. Rồi ok, còn về kẻ thù chính của Nga trong lúc này là phe Đan Mạch. Thì thật sự trong ban đầu Đan Mạch nó không mạnh lắm, do cái bản đồ địa lý của nó thì các bạn để ý là nó chỉ có một vài miếng đất nó nằm ở cái phần đất của Nga thôi. Đa phần cái lãnh thổ chính của nó sẽ nằm ở cái khu vực phía Tây Bắc của bản đồ, hoặc là nói chung là nhìn chung cho ngay cả trong bản gốc thì cái phần hầu như nó không có lãnh thổ ở khu vực của đất Nga, mà nó phải đem quân nó vượt biển sang. Thành ra nhìn chung thì thằng này về cái mặt triển khai nguồn lực thì nó không có nhiều, mặc dù đúng là nếu mà giáp chiến thì nó mạnh hơn quân Nga thật. Thứ nhất là cái thằng lính này của nó thì nó là lính tiêu chuẩn của châu Âu, nó có chống kỵ, nó có đội hình tròn luôn, và chỉ số của nó thì cũng ngon hơn hẳn. Ngoài ra thì nó có tới giáp vàng lần, chứ không phải là giáp giáp bạc như là lính của Nga, nhưng mà cái đó không quan trọng hơn, thua nhau một điểm giáp thì không quan trọng. Quan trọng nằm ở chính cái khả năng chống kỵ, thành ra thằng này nó khá là có đất dụng võ, trong khi thằng kia thì nó hơi đuối một xíu. Ngoài ra thì ngay từ đầu thì thằng Viking Đan Mạch nó lại có cái thằng Viking này khá là mạnh các bạn. Nói chung là nếu mà so với cái thằng cầm rìu của Nga đó, thì nó là tuy là nó cầm rìu ngắn, nó quýnh yếu hơn, nhưng mà đổi lại nó có khiên.
Thành ra là nó có thể chống tên được khi nó xung phong, nó không sợ lính tập xa của đối phương. Trong khi đó mấy anh cầm rìu kia nhìn thì ngon vậy mà bị cung của đối phương. Ngay cả khi cung này nó bắn thì cũng là khá là phiền phức, là tại mấy anh đó chỉ bận giáp da thôi mà nó cháy là khá là kinh khủng. Đó. Thành ra trong giai đoạn đầu ấy, chúng ta đánh với Đan Mạch nó khá là khó khăn ở chỗ này. Ngoài ra thì Đan Mạch nó có thêm cái thằng này là nó thủ khá là mạnh. Chúng ta chủ động chúng ta xung phong nhiều khi bị mấy thằng này nó đâm chết cũng khá là căng đấy, tại vì thằng này nhìn chung thì nó khá giống với cái thằng thủ của Scotland, có chăng là nó thủ cái khả năng chịu trận của nó yếu hơn chút xíu thôi. Về sau thì Đan Mạch nó có thằng này cũng không thua gì cái thằng lính giáo của thằng Scotland đâu các bạn. Ngoài ra thì nó do là quân tiêu chuẩn châu Âu, thành ra là có những đơn vị này cũng khá là mạnh đó, thành ra là các bạn cũng ngoài ra còn có kiếm dài nữa. Thành ra trong cuộc chiến này nhìn chung các bạn sẽ thấy là Đan Mạch rồi khi lấn lướt cả phe Nga thì cái đó là thực tế lịch sử vào thời điểm đó thôi. Nhưng mà nhìn chung thì phe Nga mà các bạn biết cách thì các bạn vẫn có thể phát chế phe Đan Mạch, do là phe Đan Mạch như mình đã nói đó, cái khả năng triển khai nguồn lực của nó lúc này nó không cao. Thành ra là về cơ bản thì các bạn có thể chặn nó ở ngay trên biển rồi. Còn trong trường hợp như các bạn mở rộng này nó có đất sẵn á, thì cái việc mà thắng nó cũng không khó các bạn. Đầu tiên á là các bạn phải chịu khó vây thành thôi. Và nhìn chung thì các bạn tạo thành cái thế đánh kẹp lại á, thì các bạn sẽ dễ thắng nó hơn là các bạn đánh trực diện. Muốn thắng người thì phải dụ người đến nơi mình muốn đánh, các bạn công thành thì lúc này thì khá là khó do nó thủ mạnh. Nhưng mà nếu mà các bạn ép nó ra khỏi thành nó đánh các bạn thì lúc đó các bạn đánh kẹp lại, lợi dụng thế chỉ là thế kỵ binh của mình á. Tại nhìn chung Đan Mạch nó nhìn nó cũng có nhiều kỵ binh như thế, nhưng mà đa phần ban đầu nó cũng không thể nào triển khai kỵ binh được nhiều lắm. Thì lúc đó các bạn tận dụng cái thằng kỵ binh này là một nè, vì sao các bạn tận dụng thằng kỵ binh này là hai nè, đánh kẹp nó lại là đảm bảo là nó chết chắc, trong khi thằng này đánh mạnh ở chính diện. Chúng ta chưa cần xác thực tầm xa rồi, mới đầu thì Nga nó quân tầm xa này của nó khá là yếu, các bạn không cần dùng cũng được. Lâu đài cũng vậy thôi, lâu đài hay là thằng này từ lâu đài nè, xin lỗi mình nhầm, thằng này mới từ thành thị, nói chung là khá là bèo. Thằng này của từ lâu đài các bạn cũng đừng dùng cái nó làm gì phí tiền lắm, cho nó giữ trị an thì cũng không cần, tại lâu đài nó không có nuôi quân cho mình. Thì chủ yếu là mua thằng này chủ yếu là để cho nó giữ trị an cho mình ở thành thị, còn thằng này là quân chủ lực thôi. Đó thì đó là cách đối sách của mình, còn các bạn chơi sao là chuyện của các bạn, mình chỉ đưa ra cái giải pháp mà mình áp dụng và mình thấy nó khá là thành công. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc cái chiến dịch này nè. Hôm trước thì ông Nga ông phản bội mình. Mình với ông ra là đồng minh và mình đánh Ba Lan là để liên kết cái mối liên minh giữa Nga khá là tốt. Vậy mà nở đồng nào quýnh mình, nói chung bây giờ cuộc diễn như tam quốc vậy, là các nước đánh lẫn nhau. Thằng Đan Mạch là cái thằng hưởng sướng nhất, bởi vì nó đã giờ nó đang ngồi lung đùi nó chơi nè. Ông Nga thì giờ ổng lại liên minh với Ba Lan, ổng đánh mình mới khổ chứ. Ủa mà sao kỳ vậy ta? Không, này là mình nhìn nhầm các bạn. Ba Lan ở dưới này, ok bây giờ nó lại liên kết với nhau, nó đánh mình, vậy chắc là có vẻ như nó xem mình là cái phản bội các bạn. Rồi thì ok cũng đúng rồi, tại mình liên minh với Ba Lan trước, bất ngờ mình quay đầu mình liên minh với Nga. Rồi sau đó mình lại đánh Ba Lan, thành ra là Nga nó khinh mình cũng phải. À, thôi cái này thì không trách được người, tại vì ta bội ước trước. Rồi ok, nhưng mà nhìn chung thì mình đã chuẩn bị đủ lực lượng để tạo ra một cuộc tấn công đủ lớn rồi các bạn. Thành này thì có vẻ không chịu nổi đâu, mặc dù khả năng mở cửa thì cũng không có cao lắm. Chúng ta còn 5 thành nữa để thắng, thành này chắc chắn mất là được thành thứ 31 rồi. Mình sẽ cố gắng chiếm hai cái thành nhỏ này của Nga. À, ok, để qua lượt coi chúng ta có thành công không nha. Chà, cái này thì chịu rồi. Ok, tàu mình xuống biển luôn, tại mình cũng không phải là cái dân chuyên đi biển, thành ra cũng không trách được. Chơi luôn. À, cửa đang mở thì chơi, sợ gì, không lẽ nhiêu đây quân mà đánh không lại được mấy đơn vị sao? Thành này thôi chắc thôi, không đồ. Điệp viên mấy gì nhét vô lại được không ta, 58 thì hơi lo đó. Thử. Rồi ok, thất bại các bạn. Vậy thì mau vây luôn. Rồi nhét thằng điệp viên ở đây qua thôi, gì đâu. Rồi đây từ từ các bạn. Chúng ta cứ từ từ. Không nên vội lúc này. Chỗ này thì mình cũng không có ý định đào tạo điệp viên ở đây. Ok, để coi cái nhà pháo rồi ta, hình như nãy mình phá rồi, đây nè. Rồi ok. Chúng ta nâng thuế lên cũng được để hạn chế nó vì tăng dân lẹ quá mình quản không kịp. Chỗ này tăng dân cũng tương đối chậm. Rồi ok, xây nhà trọ lên. Rồi ok, mình ghép quân lại. Tại này toàn một loại quân thì chúng ta dễ ghép lắm.
Rồi xong. Mua lại hai quân. Chỗ này lo đèn tốt mà lại còn có tháp pháo nữa, thủ khá là ngon, tại nên nó ít quân quá nó mới thua thôi. Ok, nói chung là ông này phải xem lại cái bố trí dân sự của mình rồi. Ok. Chơi phe này hay phe Nga là cố gắng nâng cái lò rèn đời 2 trước thì chúng ta có cái giáp bạc cho quân. Thì lúc đó nó mới sống sót tốt được. Rồi ok, ở đây thì chưa được. Ở đây chúng ta tạm yên rồi, tại vì ở đây là chúng ta có lực lượng phòng ngự khá là ngon. Ở đây thì thôi ok, chưa được thì thôi. Ấy à, tướng ra đời ở đây à. À, spawn ra đây tốt. Rồi đây. Ông này thì ở đây xây cái này lên đi cho anh em nó có chỗ nhậu, nó không có quậy. Thật ra chỗ đó cũng dân hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà mình xây xíu cho nó thấy là mình quan tâm tới đời sống tinh thần của nó thôi. Rồi đây. Ông Nga có ngon thì đánh vô cái thành này. Thành này cũng được, muốn đánh thành nào chắc thành đó. Rồi thành này đi ra, không cho nó phá cái tinh thần dân mình. Rồi đây thêm một lính nữa. Ở đây thì có thành này nó viện trợ rồi, chúng ta cũng đỡ lo. Thành này thì ok rồi, ok chúng ta sẽ tiến hành vây cái thành này. Chỉ là cái thị trấn nhỏ thì dễ phá thôi. Rồi ok. Đi không tới thì thôi, cũng không cố làm gì. Như đó quân cũng đủ đánh thành rồi, tại vì cái thành đó cũng không hẳn là mạnh lắm. Rồi cái thành này thì đánh luôn đi, để đánh rồi để mình thấy trời. À thằng tướng nó giỏi mà mình không có tướng. Chà, có tướng là hơi phiền rồi đây. Rồi đây ok, xây cái quán rượu lên đã. Rồi đây xây cái này. Tiền nó tuột lẹ là chẳng qua là do mình xây dựng nhiều quá mà trong trình mất tiền thôi. Rồi ok, một cánh tấn công của mình thất bại mà cũng không sao. Chẳng qua là nó có hàng tướng giỏi đứng đó, thành ra là nó áp chế được mình. Rồi ở đây góp vô cho hai tướng, hai lính. Ở đây thì góp vô như đây. Rồi lượt sau đây góp. Ở à, đây giờ góp hai lính nữa, lượt sau làm luôn thôi. Rồi xong. Sao cả. Thằng này bài đặt đem à không không được đem nhiều quá, đem nhiều quá nó lại bỏ chạy, rất là phiền mình đuổi nữa. Đây. Vô đây thôi, đánh. Nó lại không có tướng, mình có tướng thì mình lại đánh dễ. Lui về biên giới ngay. À, thằng này nó biết đánh ông lại rồi. Nhưng là tướng nó quyết định cái khả năng phát triển cái nguồn lực của mình đó. Hồi nãy mình đâu mình mạnh vậy mình chơi không lại là tại vì nó có cái thằng tướng giỏi á, nó phát huy quân của nó với này nó được thế thủ nữa các bạn. Mình thì đang thế công. Ở đó mình không dám vây lâu, mình sợ nó làm loạn. Rồi ok, chỗ này thì tại giờ nó không ổn lắm cho nên là phải quân mới phải đông. Rồi đây, xây cái thành lên. Rồi chơi nó. Rồi thành của Na Uy, xe tàu của Na Uy thì thôi. Được rồi, không sao. Rồi chúng ta xây cái này lên nào, đảm bảo cái nhu cầu tiêu nhu cầu của người dân. I will make them fear you. Rồi chiếm cái lâu đài này. Ê trời ơi, lâu đài này không dám quýnh ẩu người đó đâu. Vay. Rồi mua thêm tí lính. Lâu đài này thì từ từ rồi mình mới đem quân đi được. Lâu đài này quân xịn không chứ đùa đâu. Rồi ok. Chỗ này tạm ổn.
Rồi, có thể nói là chúng ta đang tương đối là thành công. Rồi, ráng chung vô đây nè. Mình sẽ để 5 thằng này lại giữ đất thôi, còn cái đám này đi tiếp và để lượt sau. Chúng ta tấn công nhanh vào những cái vị trí nó phòng thủ yếu các bạn. À, đang quay điệp viên của mình nhìn nhầm. Đây thì không được thấp quá. Nó nhưng mà giống như cái thế mình đang kẹp Ba Lan lại rồi, nó sống nó sẽ sớm thua cuộc thôi. Orders my king. My lord. Yes. Orders my king. Yes. Bọn ông này vô thành đi cho tướng ra cầm quân trận này. Vậy đi đảm bảo an toàn hơn, chỗ này không cần tướng nữa, tại chiếm được chỗ này rồi thì chỗ này coi như nó được bao bọc rồi các bạn. Tránh cái đạo quân thì nó làm loạn luôn. Ấy dạ. Lùi lại. Đang mặc muốn gì đây? Ồ, nó chặn đường buôn ra biển của mình. Rồi đây chúng ta có thêm một tướng. An honor to serve, my lord. À, ở đây chưa có này. Rồi xuống đây tấn nhậm. Từ từ tính. Hay là thằng Na Uy quýnh mình luôn. Đúng là ai nó thiết kế để nó phản bội mình thật các bạn. Rồi chơi. Rồi ok, từ chúng ta đang không có tiền để nuôi hải quân. Đây, bỏ lại 5 anh. Rồi để thêm tí 12 thằng đi thôi. Đây, bắt thang trèo vô được rồi, khỏi cần tháp. Xong. Quân Đức ở đây chắc chỉ là đi dò đường thôi. À, một khẩu pháo thì không làm gì được. Đây, chúng ta mua được lính ở đây mà. Đây, mua thêm 3 lính ở đây nữa lên đảm bảo cho quân ở đây. Thành nó có một thằng thôi, mình đem quân hơi nhiều rồi đấy. Thành này thì phải vây nè. Mấy cái lâu đài này là không thể nào mà đánh nhanh được. Rồi ok, bắt đầu phát triển lực lượng. Mình với nó cùng tôn giáo, hình ra chiếm đất xong mình dễ thở hơn. Rồi đây, tạm ổn. Quân Nga có bộ đang tỏ ra khá là khó chơi đó các bạn. Nhưng mà nhìn chung thì mình vẫn có cơ hội để thắng. Hầu như nó đang phải lui về, nó bảo vệ lãnh thổ rồi. Rồi ok. Quân mình hơi yếu mà. Orders my king. My lord. My lord. Orders my king. My lord. Orders my king. Yes. Rồi để coi cho ông này lên đây vây tiếp tục gây sức ép. Marching to battle. Thằng này chưa kịp sửa luôn hả hai. Besieging settlement. Orders my king. Yes. Ở đây mất cũng tương đối quân đó. Để coi mỗi chỗ góp 4 quân được không ta. Đây góp bàn cầm cung đi. Đây góp 5 lính. Toàn dân quân mà không có tướng nữa thì hơi dở. Ở đây chấp nhận mua 2 con ngựa này cũng được. Ở đây thì rồi, ok, 1 lính với 1 con ngựa. Đem mấy anh này qua đây giữ đất. Hỏi tuyển con ngựa ở đây. Rồi xong. Mua 3 ở đây, 3 anh bắn nỏ là xong.
Rồi lên thành được rồi, hay. Ok. Tuyệt vời. Nãy như mình quên quan sát chỗ đó. Tại không giờ đất nhiều quá là nhiều lúc là không nhớ là mình có đất nằm đâu nữa. Ai dạ. Kinh nhỉ. Rồi lại đem cái đám quân này ra thôi. Thử nó. Hỏi còn đánh đêm. Ông này cứ quýnh là lên lên lòng trung thành thôi. Như là có được một tướng giỏi để trấn phương Bắc cho mình gì cũng tốt. Hãy giờ không dám cho ông đi là cũng giữ ông ở đây là để trấn chứ không gì đâu. Rồi ok. Rồi ngon. Rồi. Đây xây tiếp cái này. À, bắt đầu có cái tàu pháo rồi. Rồi ok, mình đem cái đám lính này đi cũng được. Chừa mấy anh kia lại giữ đất. Cho ông này về đánh Nga đi chứ bên kia mặt trận kia tạo bị sức ép kinh quá. Ông này gốc ở phía đông mà. Cho ông về phía đông ngon hơn. Đất này rồi ok. Giảm thuế về mức trung bình cũng được. Rồi mở cái cảng đây nữa cho nó không có khóa mình được. Chỗ này thì đợi lên dân thôi. Rồi ok, đợi có tàu ra đã. Như bây giờ mình có nuôi mình hạm đội thôi, hai hạm đội mình nuôi không nổi. Rồi ok. Ok luôn. Chỗ này nó thủ chắc lắm, không công được đâu. Hãy vay ép nó. Yes lord, confronting the enemy. Shall we assault now, my lord? Này đánh không xong thì để gọi thằng tướng kia về. Cái quân Nga ở đây nó toàn mấy thằng ném lao này kinh lắm, mình nói rồi. Thêm mấy anh cầm rìu này nữa là đó, nó thật nhất là cái thằng ném lao đó xuống ngựa thôi. Rồi một tướng nữa ra đời à. An honor to serve. Yes lord. Rồi đây cho ông tướng này lên đây. Chủ yếu ở đất mới mình đang không có tướng để trị dân đây này. Rồi đây xây cái nhà này lên, thêm một lính ở đây nữa. À ngon. Rồi thành này thì có lẽ không cần phải đồ thành đâu, tại dân chả có nhiều. Rồi thôi ok. Rồi cũng chả cần phải xây dựng sửa chữa gì. Bỏ này luôn là xong. Rồi nâng thuế lên mức này đủ rồi. Ok. Vậy thôi. Tiếp tục bao vây. Cho nó chết dần chết mòn, có điều lâu đài thì phải vây lâu các bạn. Nó mở cửa rồi cũng đừng có ham đánh. Rồi ok, xây cái ruộng ở đây lên. Ây da, có loạn ở đây à. Nhìn này cũng chất đấy. Nhưng mà anh đông anh chú và anh đêm ấy nhỉ. Ồ mèo vậy. Ồ lính mấy thằng này là Viking, Viking các bạn. À bây giờ có vẻ như lính mấy thằng lính này của mình là không đủ sức chịu trận nữa rồi. Thế đã thế thì phải gọi mấy anh này lên. Trời đất. Ô tô không được phải đánh tay rồi, mấy thằng này kinh quá. À, làm thử lần nữa coi. Rồi thắng. Rồi dạng như phải có cung các bạn, mấy thằng này nó sợ cung. À
Hồi nãy nó có hàng rìu lớn, nó chém đau. Rồi, ok. À, thôi cũng coi như tiết kiệm được ít thời gian đi, với là mấy thằng kêu vô dụng quá. Rồi, đủ 10. Rồi, ở đây cũng không có vấn đề gì. Lại lên vây thành. Giờ là mày đánh lẹ luôn. Ta làm cái thang này leo vô trước khi nó kịp trở tay các bạn. Chà, xây cái nào giờ cũng tốn dữ ta. Rồi, tốn cũng phải xây. Giống như anh Tài hay nói đó, nghèo cũng phải cho con đi học. Chơi lẽ thua nữa sao đúng không? Rồi đánh. Có tướng cầm quân rồi nó phải khác. Rồi ok, không đuổi nữa. Ở đây có một thằng mò quá hả? Rồi đây, gọi cái đám này ra đánh. Giỡn với lại dân quân của anh thì đâu có được. Quân của anh là cũng ra gì lắm đấy. Đùa nhau hả? Rồi thôi, xây nhà thờ lên là được. Chỗ này tại vì không có theo tôn đạo của mình nè, là nó không có, nó phục mình, nó quậy. Chứ thật ra thì cũng không phải là do cơ hạ tầng chưa phát triển. Chà, đứng đây đông rồi. Biết ở đây có tướng giỏi cho nên nó đánh này nè. Rồi được, hảo. Đánh lẻ gì thằng gì đâu. Chiêu này ai chả biết. Rồi, lại đánh lẻ. Rồi, có mỗi thằng này mạnh thôi. Mà nó không có tướng thì không phải là nó nguy hiểm lắm. Rồi, giờ ta lại lui. Đấy, đánh rồi lại lui, lui rồi lại đánh, các bạn thấy không? Tạo thành cái thế mà đối phương nó không có gây sức ép cho chúng ta được. Nó qua là mình đánh, nhưng mà nó lui rồi thì mình lại lui. Rồi tiến về mặt này nào, chúng ta sẽ lấy quân ở đây rồi chúng ta đánh lên cái vị trí này đi, trong góc dễ thở hơn. Rồi, ông này đi về thôi. Nhưng là tính điều cũng qua đánh Ba Lan, nhưng mà phải đi giờ phải điều về mặt trận phía đông. Ây chà, nãy giờ chú bắt nạt ai? Bây giờ anh có súng rồi nha. Tàu anh là tàu pháo đấy. Mở thêm một cái cảng nữa mình làm ăn cho nó dễ. Ở đây thì được yên rồi, nó không có dám đánh mình. Quân ở đây mình khá mạnh, lại có ông tướng giỏi nữa. Ông này đánh không biết nhiều trận rồi. Rồi ok, mới 8 mà còn 8 lượt, ở đây còn 7 lượt. Mình cứ quay từ từ cho nó chết. Đây mình tòa bắn nỏ không? Vô mấy con ngựa nó ủi chết luôn. Mà nếu giờ công thành thì được không ta? Được, lui ra. Ở đây thì sao? Ở đây chứ không được này mà khoan. Không nên nóng. Giờ bấm đó mà ăn được hai trận này coi như chiến dịch này kết thúc luôn á. Nhưng mà mình chưa tự tin lắm. Thị này của nó cũng khá là bèo. Để bỏ bớt lại 5 này đi, cho 10 này lên đánh. Moving to engage. My lord, besieging settlement. The siege is ongoing, lord. Rồi, tự xử đi ha. My lord. À, tức là quân vô được đúng không? Rồi, ok, cho 4 anh này vô phụ luôn. Rồi xong, quân như này thì chúng ta có thể đánh được. Mấy thành thị này nó dễ đánh hơn các bạn. Thành mấy thành này quân đông mà không cứu nguy được luôn nè.
mình vây hết quân chủ lực của nó lại. Là đây là chiến thuật bao vây đó các bạn, bao vây phong tỏa đó. Ở đây đáng lẽ mình đem quân đi được nè, mà tại dưới quân Đức ở đây nó đông nó mạnh quá, mình không dám đem quân đi. Nếu mà đem đi mình đem tối đa được 10 thôi, mà không dám đem tướng đi nữa, phải có ông này trấn ở mặt này. Rồi ok, thấy chưa, đánh thử còn lại thua sát sao nữa hả? Còn thua cái này không tơi. Rồi, tướng này là người ở đâu đây? À khá là ngon rồi, cho qua đây nhanh. Đội quân này rất cần tướng. Khoan đã, làm cho nó có thứ tự thôi, lại sót. Rồi lấy một anh bắn nỏ, đây là xong. Lại bao vây. Quân của ảnh đang chết dần chết mòn rồi, thành này thì đánh liền được nè. Không lẽ nhiêu đây mà để thua. Ồ, đích thân vua Ba Lan đâu, thành này đông quá phải đồ các bạn, đông đồ nó quậy mình. Đánh thuế cao liền được luôn. Rồi phá cái này đi. Rồi ok, có hạ tầng để xây dựng rồi. Xong, ghép quân lại tí thôi. Rồi thành này ok, thành này cũng ok luôn. Đây nhà thờ xây lên, mặc dù mấy chỗ này theo đạo của mình hết rồi, nhưng mà nãy nó vẫn bị cái là nó bị cái tụi gì nhỉ, à dị giáo đúng rồi, mấy thằng dị giáo nó quậy, cho nên là mình cũng phải ổn định lại dân tâm một chút. Cái chỗ đó mình giống như tạo thành khu nghỉ dưỡng nha. Quán rượu được nâng cấp khá là, ưu tiên nâng cấp khá là nhiều. Rồi chỗ này Kiev thì chúng ta lo làm nông nghiệp thôi, vựa lúa của châu Âu mà. Rồi đây, đợi ông tướng này qua đã. Chạy qua đây luôn đi. Rồi ghép lực lượng lại. Rồi tại đây nó đông quá là nó kẹt mình lại nè, chứ không phải là quân mình yếu đâu, quân mình rất là đông và mạnh đó. Không có tướng cho nên là nó không có tinh thần chiến đấu, đủ quýnh xíu nó chạy à. Như là cần có ai đó có khả năng chỉ huy đi, chỉ huy cái đám lính này các bạn. Ghép quân lại. Rồi ok, chúng ta còn phân nửa lực lượng. Trận đó thua là cũng thua sát sao ấy, chứ cũng không phải là thua tuyệt đối đâu. Rồi ok, chỗ này thì cứ ghép lại thôi. Do not address me. Ở đây thì cho nó xin 4 lính là đủ rồi. Ở đây cho xin, ở đây rút 5 thằng bắn nỏ đi. Rồi nè, hướng tới nữa là xong. Ở đây vô đây quân đủ rồi. Như chừng này quân thì nó muốn đánh mình cũng khó lắm. Rồi xong. What do you mean you can see me? Rồi thằng gián điệp đứng đây trước. Ông này đi về. Ba Lan sắp tiêu rồi, thành ra là giờ có làm gì nó cũng không thoát được. Đây chúng ta nâng cấp ở đây, chúng ta mua thêm được lính xịn. Ở đây nó phá mình kinh quá ta. Tưởng mình không dám đem quân đi đó mà. À, mà có ba hài mình đem quân vậy là hơi nhiều á. Ok, cứ đánh. Rồi xong. Mất quá à, giảm thuế xuống xíu thôi làm gì cả. Rồi để đảm bảo an toàn mua thêm 3 thằng lính nữa. Đấy cứ thế thôi, chúng ta có thế phòng thủ mà. Rồi ok, mấy chỗ này nãy mình mua quân là cũng hơi nhiều. Ok, cũng không sao. Rồi xây tiếp tới cái lò rèn nào để có gì còn mua lính giáp bạc. Nhưng mà đó là dạng quân tiêu chuẩn của mình rồi, mình phải đảm bảo cái chiến lược của tụi nó.
Ây da, hai ông này vây thành tiếp nha. Cố lên. Này đúng là kiểu là phải coi có ai có nhiều hậu cần hơn. Nó khôn, nó cho linh mục của nó đẩy linh mục của mình vô sành luôn, là mình không có đứng truyền đạo được. Rồi, không thiệt hại nặng lắm, nó bị thiệt hại lẻ tẻ thôi. À, cứ mãi không cho hà ông này đi đánh thì cũng buồn. Ở đây thôi cũng đủ lắm rồi. Đây mua thêm mấy anh này đứng bắn là ngon. Đây góp thêm mấy anh bắn cung này đi. Rồi như đây thôi đủ lên đánh cái thành này rồi. Nó cũng chẳng ngon lắm đâu. Đây góp để có anh điệp viên lên đây đứng thôi. À đây chỉ là cái thị trấn nhỏ thôi mà. Đấy, thành này đánh chắc chắn phải được. Được rồi, thành công luôn, ngon. Đấy, cứ thế mà triển. Ông này đang đem quân về nè. Đây, điệp viên vô. Đây, ở đây. Forming one force. Orders, my king. Men, march. Joining forces. Xong. Yes. Bỏ một anh này vô nữa là đủ bộ. Đấy. Tập trung quân không khó, tại quân mình rất là đông, chỉ có điều là không mạnh thôi. Rồi mình còn đúng một tỉnh nữa là mình thắng rồi. Tứ mình thấy ít, tại mình 20 trên, ấy à, 20 trên 34 tỉnh là tứ mình rất là thiếu luôn. Được chuyển hai quân. À cũng không sao. Nó đánh mình chứ, nó cũng đánh mình à. Hải quân mình đang nằm ngay cái thế đó mà. À đây hải quân của Ba Lan đây. Hải quân của Na Uy nè, chơi luôn. Đấy đánh cho mấy phát te tua gì cho biết rồi. Không có khinh anh. Ở đây thì cứ từ từ mà phát triển nha. Đây cũng vậy. Thành này thì ok. Đấy cứ thế mà phát huy thôi. Thành này đang chết dần chết mòn rồi. Vây một lượt nữa là đã thấy đánh ngon rồi đấy. Thành này cũng đang chết nữa không. Nó không đánh ra được. Nó đánh ra một cái là nỏ bay vô ghéo luôn. Shall we assault now? Vây chết Ba Lan các bạn. Ba Lan nó cũng chỉ đánh thế công thôi, tại nó dân nó cũng là dân cưỡi ngựa mà, mấy thằng kỵ binh nó Piscon của nó đó. Thành ra bây giờ vây nó trong thành, mặc dù kỵ binh nó đông mà nó đâu có phát huy được thế lực đâu. Chiến lực của nó không thể phát huy được, thành ra là mình có thể quật lại nó. Cái chiêu của mình là vậy. Bỏ chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, buộc kẻ thù phải đánh theo cách của ta. Rồi ok, tập trung ở đây khá đông đấy. Đây một anh ở đây nữa. Ê, trời ơi quên mất ông tướng. Đi về. Quên. Rồi xong. Đánh thẳng hướng này. Quân lực của mình nhìn chung với nó là khá là đông. Rồi xong. Ta lấy chỗ này làm cơ sở đào tạo tình báo thôi. Rồi ok. Hồi lính. Chỗ này nâng cái ruộng lên cho dân lên cho nó lẹ. Dâng lên chậm quá. Rồi đây tiếp tục xây dựng chính quyền dân sự.
tăng để còn tăng thuế nữa, cái khả năng thu thuế của mình lên nữa. Rồi đây lên vây cái thành này của ông Nga. Thằng này thì tấn anh hả? Anh bật là anh đấm lại chú liền. Đây xây cái nhà thờ lên. Ví dụ là tiền của mình nó khá là nhiều, thành ra là bây giờ mình cũng không phải hẳn là gặp khó khăn lắm. Vấn đề là mình không thể nào tiêu một cách thoải mái được, để đề phòng là hết tiền thôi. Đây tiếp tục. Xây cái nhà thờ lên cái đây là xong. Rồi đây hai thành này mới đánh để coi nó trở tay như thế nào. Ba thành bị đánh luôn, nói chung là bây giờ ảnh phải chỉnh đốn lực lượng rồi. Gọi thêm ba anh này ra. Ở đây gọi thêm ba con ngựa bỏ vô đây. Có gì còn được kỵ binh đánh móc nữa. À thiếu. Đây. À để tuyển lên đánh thuê được à. Ồ có mấy anh này khá là hay đấy. Rồi tuyển dụng luôn. Ồ còn có mấy thằng bắn nỏ, bắn cung của phổ nữa, tội gì không tuyển. Đấy, nhưng mà tiền ta đang xuống nhưng mà cứ như vậy thì không sao. À đây là à mấy người này họ à đây là đây. Ok hai chiếc tàu khác nhau, hai chiếc có pháo hai chiếc không các bạn. Bây giờ để thử coi đánh có thắng được không ta. Nếu bây giờ mà đánh vô khả năng cao là mình thắng, nhưng mà để coi nó đi là lâu đài vậy đó. Ok thắng rồi, kết thúc qua chiến dịch luôn. Rồi xong Ba Lan. Rồi thôi cũng không đồ thành làm gì, chiến thắng các bạn. Còn một số lính lâu đài mà mình tuyển dụng từ trước đó thôi, nhưng mà với cái nguồn lớn mình quy động quân số đông á, mình đánh quật lại tụi nó. Hồi nãy thằng Nga bày đặt nó đánh lấn mình á, mà mình quật lại. Tuy là lúc mình đánh qua đất nó thì không hiệu quả lắm do quân của mình không đủ mạnh, nhưng mà nếu như các bạn để ý thì cách đánh của mình khá là giống nhau đa các bạn. Mình đánh nhiều lần chứ không phải đánh một lần, nếu một lần không thắng thì hai lần không thắng thì ba lần. Thì đó điểm đây chính là cái đặc điểm, một cái đặc điểm chiến thuật đó, chúng ta sẽ bào mòn lực lượng của đối phương. Ở đây tất nhiên là chúng ta sẽ chơi cái chiến thuật này được khi mà chúng ta có nhiều lực lượng hơn nha các bạn. Ở đây nó phụ thuộc vào cái dân số cũng như là cái năng lực tài chính của các bạn. Ở đây thì như các bạn thấy đó, mình đã có một lãnh thổ rộng lớn rồi, ra mình đủ sức để mình hợp lại quân Nga, cũng giống như là mình có một cái nguồn tài chính dồi dào. Chỉ là nó đang cạn giờ nhưng mình vẫn đủ sức mình quật nó, chứ không phải là mình đang cạn tiền. Ngoài ra thì ở đây mình đang phải duy trì quá nhiều lực lượng cho nên tiền cũng mới cạn, nhưng tình hình kinh tế của mình nó phát triển rất nhiều rồi, thành ra hầu như là mình không có gặp khó khăn gì. Chủ yếu là bên đây mình phải đang kiềm chế với các kẻ thù khác thôi. Hầu như là bây giờ gần hết game mình ra tất cả nó đều tiêu chiến với mình, cho nên mình mới gặp vấn đề thôi. Chứ hầu như mình không có vấn đề gì quá là nghiêm trọng. Nếu mình phát binh thì mà thấy không, rõ ràng là nó khỏi khó khăn là nó mới đối phó được với mình. Hồi nãy là nó phải quy động rất nhiều quân em mà nó đánh kẹp mình lại, nó chia nhỏ quân nó ra nó kẹp lại. Thì đó khi các bạn dùng quân Nga các bạn đánh với phe khác cũng giống vậy. Khi mà các bạn thấy dùng lực đánh trực diện không lại, các bạn chia nhỏ quân của mình ra đánh kẹp từ nhiều phía là đã bảo các bạn có thế để đánh tiếp à. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.